Bonsai Đức Huy xin kính chào quý vị yêu hoa cây cảnh bonsai toàn quốc. Kính thưa quý vị, Bonsai Đức Huy đang cùng đoàn của triển lãm Từ Sơn lên với đỉnh Trám, lên đỉnh Trám để mời anh Hưởng mang những cái tác phẩm quý về tham dự triển lãm Từ Sơn 2023. Thì kính thưa quý vị, để chào mừng cho thị xã Từ Sơn lên thành phố thì ban tổ chức của thành ủy của Từ Sơn có tổ chức triển lãm Từ Sơn. Thì triển lãm Từ Sơn sẽ diễn ra trong tháng tới quý vị nhá. Thì cái công tác chuẩn bị đi mời tác phẩm và chuẩn bị cho triển lãm mới là bắt đầu. Hôm nay Bonsai Đức Huy cùng với các anh trong triển lãm Từ Sơn đến vườn anh Thời, xin lỗi quý vị, đến vườn mà anh Hưởng cùng anh Thời trong ban tổ chức. Nên vào đến thăm vườn anh Hưởng thì quý vị biết là vườn anh Hưởng thì có quá nhiều tác phẩm quý. Bonsai Đức Huy sẽ quay cho quý vị ngắm một dàn cây quý của anh Hưởng. Thực sự là một trong những cái vườn có chứa đựng rất nhiều những cái báu vật. Và đây là tác phẩm đài sen của anh Hưởng. Cái đài sen của anh Hưởng thì anh Hưởng đã đồng ý mang tác phẩm đài sen về với triển lãm Từ Sơn rồi quý vị ạ. Một trong những cái tác phẩm rất rất là quý đã có mặt tại triển lãm Từ Sơn. Và còn anh Hưởng thì còn rất nhiều những tác phẩm quý khác quý vị nhé. Một cái không gian cực kỳ đẹp tại đỉnh Trám, Bắc Giang. Và không gian này chứa đựng rất nhiều tác phẩm quý. Vì chiêm ngưỡng một cái cây xanh quê già như này mà quý vị. Anh Hưởng nhiều đồ quý lắm quý vị ạ. Những cái phôi rất quý của anh này, nhưng mà đang rậm này quý vị này. Cái tác phẩm nào mà dễ quay, dễ chia sẻ thì Bonsai Đức Huy sẽ quay và chia sẻ cho quý vị. Quý vị nhìn phê thế này mà quý vị. Quý vị ơi, nhìn thấy có hoa mắt không quý vị? Chân bẹ đã nhuyễn rồi. Một màu đồng khủng khiếp. Những tác phẩm trực hoành anh đang xây dựng lại này quý vị này. Cây quý rất nhiều quý vị ạ. Nhiều lắm quý vị ạ. Là phải một người rất là yêu cây, đam mê cây thì mới có thể sưu tầm được nhiều đồ quý này. Đồ quý của anh nhiều không tả xiết được quý vị. Và kính thưa quý vị, những cái tác phẩm, những cây già, cây quý của anh đây, anh đang giật đi anh làm lại bộ rong. Quý vị nhìn thấy chân bệ. Bonsai Đức Huy ghi nhận từ đầu năm bây giờ. Chào em. Có rất nhiều những cái cây xanh cổ được giao dịch quý vị nhé.
Thế và mọi người đến sang năm nay, mọi người đã cảm nhận được cái giá trị và cái giá trị thực sự. Thì trước kia thì cũng mọi người cũng xanh cổ thì bao giờ cũng giá trị quý vị. Nhưng một số anh em trẻ thì vẫn đang chạy theo một cái xu thế đục đẽo. Thì theo những cảm nhận của Sadhu Huy thì mọi người chắc là cũng phần đông đã cảm nhận được cái giá trị và cái vẻ đẹp của xanh cổ. Nên và gần đây thì chủ yếu là cái xanh cổ được mọi người giao dịch mua bán rất nhiều. Và kính thưa quý vị, đây là một cái tác phẩm anh đang xây dựng quý vị nhá, nhưng mà rất là quý quý vị này. Quý vị nhìn trên chân bệ khủng khiếp quý vị. Chân bệ này thì của tác phẩm này thuộc hàng hiếm rồi. Cây cốt chậu, chỉ có cây cốt chậu, cây tuổi chậu thì mới có những cái chân bệ này. Nhìn đã không quý vị? Một cái bệ nhãn trải đều tứ phía của một cái tác phẩm, một cái cây với cỡ đại to bề thế như này. Thì đây cũng là thứ hẹn, là một cái tác phẩm rất rất là quý của anh Hưởng. Anh đang chinh phục nhé, đang làm lại bộ râm. Và đây cũng tiếp theo quý vị này, đây quý vị cũng chiêm ngưỡng một cái cây xanh quý nữa này. Và quý vị cảm nhận cái những cái chùn da voi ở trong tác phẩm khủng khiếp như này. Giả lắm quý vị nhỉ. Những cây cổ anh đã cải tạo lại cái bộ râm, làm lại cái bóng tản, còn giữ nguyên được những cái tay chi cổ. Quý vị đến gần với một cái tác phẩm này, ui dồi, nó già khủng khiếp quý vị này. Đây là những cái tác phẩm quý của anh Hưởng quý vị nhé. Cây anh đang xây dựng lại, hứa hẹn trong một cái thời gian rất ngắn nữa thì cũng là một cái những cái tác phẩm đình đám. Quý vị nhìn thấy chân bệ này và những cái điểm quý của tác phẩm thì chỉ cần đợi thời gian, tác phẩm khoác lên mình một cái bộ bóng tàn hoàn thiện thì là một cái cây mà sẽ thu hút và ấn tượng với mọi quý vị. Anh còn nhiều lắm quý vị ạ. Rất rất là nhiều. Đề trắng này quý vị này. Toàn cây quý thôi, toàn cây cốt chậu thôi. Và bộ chân đế thì quý vị biết. Nhìn nó phê này mà quý vị. Và đây cũng vậy quý vị này. Khiếp thật. Và không thể bỏ qua một cái tác phẩm đang xây dựng, một cái cổng làng to nhất vườn của anh Hưởng. Một cái cây xanh khủng nhất
quý vị ngắm thực trực tiếp thì cảm nhận được tác phẩm to như này, một tác phẩm ôm với cổng làng to lắm quý vị nhé. Xa Đức Huy phải lùi ra gần chục mét thì mới lấy được cả bóng. Một cây xanh xanh giáng long cũng rất là to nữa quý vị ạ. Nhiều lắm, vườn anh nhiều đồ quý lắm quý vị. Và không gian này quý vị nhìn thế này, rộng rãi, thoáng đãng và rất đẹp. Quý vị chiêm ngưỡng cái đường nét, những cái điểm nghệ thuật độc đáo trong tác phẩm này. Một cái tay nhưng hiện nay đã thành một cái thân độc lập. Chân móng quý vị nhìn thấy quặp vào đá. Một cái thời gian thì làm nên cái yếu tố tự nhiên trong tác phẩm. Nhiều lắm quý vị. Vô số những tác phẩm quý và vô số những cái tác phẩm có những cái nét nghệ thuật độc đáo. Đây cũng là một tác phẩm như vậy. Và quý vị nhìn thấy này, anh Hưởng anh ấy gần như không có cái khái niệm nuôi cây đâu. Cây toàn xỉ than là một chút đất thôi. Mà cây của anh thì để nuôi chủ yếu là nước, cằn cỗi, tự nhiên. Và kính thưa quý vị, quý vị sẽ chiêm ngưỡng một cái tác phẩm mà anh chia sẻ, hình như là tác phẩm này là gọi là cơn lốc xoáy. Đây cũng là cái tác phẩm quý của anh. Và đây cũng là cái tác phẩm gần như là chưa đi tham dự triển lãm ở tỉnh ngoài lần nào. Một tác phẩm cỡ đại, cũng cao khoảng 1,5 m từ mặt chậu lên quý vị nhé. Cơn lốc xoáy thì phải. Quý vị nhìn thấy một cái cây bàng này. Cây bàng cũng là cây cảnh. Cây bàng dáng bàn trà rất là đẹp. Kính thưa quý vị, Bonsai Đức Huy do thời lượng video hơi dài và cái thời gian để di chuyển để mời những tác phẩm thì có hạn. Bonsai Đức Huy vừa gửi tới quý vị một cái thước phim tại vườn ảnh hưởng thép Đình Chám Bắc Giang quý vị nhé. Thì đến đây Bonsai Đức Huy xin phép được dừng lời đây. Xin trân trọng cảm ơn quý vị và hẹn quý vị ở video tiếp theo. Chào tạm biệt quý vị.